Ừ, anh em mình sử dụng bao nhiêu đây thôi nha. Đây. Cái này là a dao nhé. Cái này là a nguyền nha các bạn. Bao nhiêu đây, khoảng cho khoảng 10 ống. Mình đổ nước vô cái mình nè để mình nấu nha. Đổ nước cho mình đem mình nấu nha. Anh em chuẩn bị ốc cho mình trước nha. Ốc cá. Làm vào buổi sáng các bạn, làm buổi sáng đến chiều mình mới đập bao dính luôn, chỗ nào có lương là có nó dính liền. Con cá nó sình như vậy tốt, con lươn nó lươn mùi nè. Nếu như bạn đặt ở một chục ống thì cái lượng mồi cua này phải từ 4 đến 5 con nhé, phải có cua mới tốt. Cua này thậm chí mà mình để từ sáng cho đến chiều cho nó thúi luôn, lương nó mê nhiều. Ừ, anh em mình sử dụng bao nhiêu đây thôi nha. Đây. Cái này là a dao nhé. Cái này là a nguyền các bạn. Bao nhiêu đây, khoảng cho khoảng 10 ống. Rồi, mình đổ nước vô cái mình nè để mình nấu nha. Đổ nước cho mình đem mình nấu nha. Anh em nấu cho mình một hồi cho nó tan đi nha. Bộ này là bá đạo đấy. Anh em nào mà muốn bắt về nuôi vẫn được nha. Người ta nói không được, phải là không được đâu, người ta vì không biết cách thuần thôi. Thuần vẫn ok hết. Bạn này nó chỉ hôi thôi, nó chứ không có độc đâu nha mấy bạn. Một số người nói cái này độc thì không có độc đâu. Trong vị thuốc bắc của người ta mà. Mình có hỏi qua rồi. Thì người ta nói không có độc. Nấu xong rồi đây. Nóng quá. Lưu ý cho mình là mồi này là mình phải
có cua nhiều nha bạn, cua trùng nữa. Nhưng mà ở đây mình không có trùng nên mình biến đào, mình đặt có vài ống để ăn thôi, nhưng mà hết hiệu quả, nó trùng. Và thêm một món nữa, ngày trước là ông kia ông có nói cho mình một món nữa mà mình chưa biết cái món đó là món gì, như là ngâm là gì. Chắc bí quyết của người ta đặc biệt nữa, nhưng mà mình đắng cái này cũng hiệu quả lắm rồi. Đặt 15 chúng này dính 2-3 kg chuyện thường. Cuối cùng đó là một quả trứng vịt nha bạn nha. Rồi, mình chỉ hướng dẫn các bạn làm mồi như vậy thôi. Cái này mình đặt cho 5 ống rồi nha, 6 ống. Nên mình làm bao nhiêu rồi. Video kết thúc nha các bạn.